Xin chào quý khán giả Kelna TV. Tuần lễ thứ nhất tháng 4 năm 2021, bài viết của nhà báo Phạm Trần, Nguy cơ trồng chất muôn năm. Trần Việt Lực Thuật và Kelna TV thực hiện. Đố ai biết có bao nhiêu kẻ ăn cơm dân lại đá nồi dân ở Việt Nam? Cũng đố ai biết tại sao nguy cơ cứ lớn nhanh và sống mạnh trong xã hội Việt Nam? Lực lượng ăn cháo đá bát rất đông và lan nhanh như bệnh dịch nhưng chưa bao giờ được công khai cho dân biết để dân bàn, dân kiểm tra. Ngược lại, dân lại là nạn nhân của đám ông nuôi chồng tài ảo. Từ bao năm nay, chúng nằm trong ngành truyền giáo, trước đây gọi là Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương. Sau lưng đảng còn có đội ngũ nguyên chuyên nghề nói thuê và viết mướn gồm báo cáo viên và dư luận viên, được trả lương bằng tiền thuế của dân. Ngành tuyên giáo này thành lập từ ngày 1 tháng 8 năm 1930 với cái tên là Ban Cổ Động và Tuyên Truyền. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo có nhiệm vụ bảo vệ chủ nghĩa Cộng sản Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền đường lối lãnh đạo độc quyền của đảng. Nhưng cho tình hình thực tế xa vời với lý thuyết từ năm 1994. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn nhận tụt hậu về kinh tế, trệt hướng xã hội chủ nghĩa, tham nhũng và các tệ nạn xã hội âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch là bốn nguy cơ trước mắt của đảng và tới nay nhiều người cho rằng cả bốn nguy cơ đã được đảng chỉ ra vẫn đang tồn tại thậm chí có phần gây gắt phức tạp hơn theo báo Thanh niên ngày 3 tháng 2 năm 2021. Và báo của Trung ương Đảng phải thừa nhận căn bệnh kinh niên bốn nguy cơ nay đã thành năm nguy cơ và nhiều hơn nữa. Hay nói khác đi là suy thoái cứ trồng chất thêm mỗi năm và đảng càng trống thì càng siêu. Điển hình là vào ngày 25 tháng 3 năm 2021, ban tổ chức trung ương đảng đã phải ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Điều đáng chú ý là những nhiệm vụ sống còn của năm 2021 trong công tác xây dựng Đảng cũng không khác những chuyện suy thoái cần phải sửa đổi của năm 2019. Lệnh chống các thế lực thù địch của tuyên giáo còn được lan tỏa sang 859 cơ quan báo chí tạp chí điện tử và hơn 300 kênh phát thanh và truyền hình phát sóng hàng ngày để bảo vệ và xây dựng đảng. Riêng quân đội, ngày 8 tháng Giêng 2016, Tổng cục Chính trị đã ra chỉ thị số 47 về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội, gọi tắt là lực lượng 47. Lực lượng 47 có 10.000 quân nhân, có mặt ở tất cả các đơn vị cơ sở, mọi miền, mọi lĩnh vực của quân đội. Họ được đào tạo chuyên môn để chống các luận điệu xuyên tạc đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính sách và luật pháp nhà nước Việt Nam, các cơ quan bảo đài được tuyên giáo lực lượng 47 và các dư luận viên được thuê mướn sử dụng nhiều nhất ở Trung ương gồm báo Nhân dân, quân đội Nhân dân, tạp chí Cộng sản, tạp chí Tuyên giáo, tạp chí Xây dựng đảng, công an Nhân dân và tạp chí Quốc phòng Toàn dân. Nhưng với hệ thống kiểm soát và phản diện, thông tin từ Trung ương về địa phương chặt chẽ như thế, mà tuyên giáo đảng và tổng cục chính trị quân đội vẫn bị thua trắng trên mặt trận truyền thông bảo vệ đảng. Tất cả những chứng hư tật xấu của đảng đều do cán bộ đảng viên đẻ ra chứ có do thế lực thù địch nào đâu. Vì vậy, thực tế hơn, sáng ngày 28 tháng 3 năm 2021, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết đại hội đảng 13, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không ngại cho biết, sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vân vân. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro, trình độ khoa học công nghệ, năng sức, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp, tăng trưởng GDP còn xu hướng chững lại, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu. Ông Phúc nói vậy thì Việt Nam đã kỳ vọng đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Nhưng muốn thoát bị bỏ lại phía sau, nhà nước Cộng sản Việt Nam không chỉ phải vượt qua tuột hậu về kinh tế, mà còn phải nhìn lại xem chủ nghĩa cộng sản còn thích hợp với dân tộc không trân trọng kính chào chân việt kelna tv